Tôi xin kính chào quý vị và các bạn, lần quay trở lại với kênh xe quà sử dụng chính hãng của công ty Toyota Hiroshima Tăng Cảng. Và vẫn là số điện thoại tư vấn bán hàng quen thuộc nha các bạn, 0938 926 425. Mình tên là Thắng, mình hỗ trợ việc mua bán xe qua sử dụng của công ty. Ngày hôm nay mình sẽ đem đến cho các bạn một mẫu xe rất là nổi tiếng của Toyota luôn. Về thứ nhất là cái độ bền, thứ hai là độ giữ giá, cái thứ ba là cái độ sang trọng của cái xe này. Đó chính là mẫu xe Corolla Altis. Và trước mặt các bạn đây chính là Toyota Corolla Altis 1.8G số tự động đời 2020 nha các bạn. Và điều đặc biệt đáng nói ở chiếc xe này là mới đi được có 18.000 km thôi. Hiện tại cái xe còn đang được bảo hành chính hãng luôn, tất cả đại lý của Toyota đến 100.000 đến 100.000 km hoặc là 3 năm tùy vào điều kiện nào đến trước nha các bạn. Chiếc xe rất đẹp, màu đen. Thì hiện tại thì cái xe này đã hoàn thành cái quá trình kiểm tra chất lượng cũng như là làm đẹp theo công nghệ Maruguri của Nhật Bản, và đang được đậu phía trước cái bãi xe đây để mà chào bán đến tất cả khách hàng. Thì hôm nay mình sẽ đi quay cận cảnh cái xe để cho các bạn chúng ta thấy, và mình công bố về cái giá bán luôn. Nếu như các bạn nào đang có nhu cầu mua một chiếc xe qua sử dụng để mà chúng ta đi gia đình thì cái mẫu Altis này là một cái sự lựa chọn đáng để cân nhắc nha các bạn. Vâng, xin mời các bạn về cụm đèn trước nha các bạn. Cái xe này sở hữu màu sơn zin nha các bạn. Đó, mới đi được 18.000 km thôi. Nước sơn zin, đèn zin luôn nè. Rất là mới nha các bạn. Nhìn không khác gì xe mới hết. Ở đây có một cái vết trầy nè, bên công ty mình không có làm lại tại vì muốn giữ được cái nước sơn zin của xe. Cho nên là công ty mình không làm lại. Nếu như các bạn lên coi xe mà các bạn muốn làm lại chỗ này, bên công ty mình sẵn sàng làm. Tuy nhiên thì công ty mình thì theo khuynh hướng là giữ lại cái nước sơn zin, tại vì xe này trước giờ là chưa có làm đồng sơn nha các bạn. Cản đầu nước sơn zin hết, chưa có làm đồng sơn, cho nên công ty muốn giữ y luôn. Còn nếu như các bạn lên coi xe, các bạn chúng ta muốn làm á, thì công ty mình sẵn sàng làm, tùy vào cái nhu cầu các bạn thôi. Rồi, mà ca lăng rất là mới nè các bạn. Thì hiện tại thì mẫu Altis bây giờ đã đổi mẫu nha các bạn. Tuy nhiên có rất là nhiều cái ý kiến giữa việc mà nhiều khách hàng lại ưng cái xe Altis mẫu cũ hơn so với cái mẫu mới bây giờ, bởi cái mẫu cũ nó cái đầu trước và đầu sau nó căng xứng cái xe, và cái thiết kế những cái bộ body của nó cũng làm cho cái xe trở nên tinh gọn hơn, còn mẫu mới thì nó hơi rườm rà nha các bạn, hơi rườm rà. Thì đó là ý kiến của một số khách hàng thôi. Đèn gầm nè. Thì hiện tại đậu phía trước cho nên là nó bụi bặm. Thì nửa khi nào mà các bạn mua xe này á, công ty sẽ đánh bát lại cho xe mới nha các bạn. Bây giờ các bạn. Rồi mâm lớp nữa các bạn, mới đi được có 18.000 km thôi. Thì mâm lớp thứ nhất là mâm không một vết trầy luôn, và lớp zin theo xe còn rất là dày nha các bạn. Đó. Rất là dày, mâm zin. Không ngại đua PI. Gương chiếu hậu không một cái trầy nè các bạn. Đầu là nước sơn zin hết nha các bạn, nó chưa một lần va quẹt. Về phụ kiện bên ngoài xe đã có một cái xe này rất là nhiều phụ kiện luôn nha các bạn. Nè, cái ốp nắp xăng nè cũng chủ trước lắp thêm nè. Rồi bộ chén cửa nè, che mưa, dán phim, rồi rất là nhiều phụ kiện luôn. Phía sau nè các bạn, mình ra phía sau nè, đây có cái ốp cản sau nè. Đó, cái này lắp thêm nha các bạn, giả hai bô. Tại vì một cái xe này là xe gia đình cho nên là chủ trước đã muốn trang bị lên tất cả những thứ trên xe này để mà chỉnh chu cái xe. Còn nếu như các bạn lên coi xe mà các bạn không thích cái phụ kiện nào đó, bên công ty mình sẵn sàng hỗ trợ tháo ra. Đó, tại vì khi mà mua xe về các bạn thì công ty sẽ giữ lại tất cả phụ kiện. Còn khi nào mà khi mà bán ra thì khách hàng thì chúng ta có nhiều khách hàng chúng ta thích, còn nhiều khách hàng không thích. Thì nếu các bạn không thích thì công ty sẵn sàng hỗ trợ việc tháo ra cho các bạn. Còn nếu mà thích thì để giữ nguyên luôn. Này, giả bô nha các bạn, giả hai bô nha, như các cái bô nằm đây nè, đó. Đây, bô nằm đây nè. Còn hai bô này giả nha. Đó, phụ kiện lắp thêm đây. 1.8G Altis. Thì Altis thì các bạn cũng biết rồi, một mẫu siêu giữ giá nha. Và nó là cái bản phân khúc trung giữa Camry và Vios, và một mẫu xe mà có thể nói về giá cả cũng như là về cái cảm giác mà chúng ta đi cái xe này á,
nó thực thực sự mà nói rất là êm, tại vì mình cũng có cơ hội trải nghiệm nè. Mình giao xe về miền Tây thì có trải nghiệm chính xe này rồi. Cách âm rất là tốt luôn. Đây mâm đắp sàn các bạn. Mỗi xe này đã được chủ chức phủ gầm luôn các bạn. Đây. Với một cái gói phủ gầm khoảng độ 7 triệu mấy á. Chủ chức phủ luôn rồi nè. Chung với cái xe này các bạn mua về mới chạy thôi. Không cần làm gì hết. Cửa bên phía phụ cũng vậy luôn nha các bạn. Sơn zin hết luôn á. Chưa có chạy xước gì hết. Còn đăng kiểm mà đừng bộ nữa nè. Đó. Tháng 8 năm 2022. Các bạn đi tới gần cuối năm sau các bạn mới quan tâm đến mấy cái này. Tới tháng 8 này mà 2022 các bạn chúng ta đi đăng kiểm rồi xong mua đừng bộ luôn. Rất là gọn. Vì mà ở đây là một mẫu xe lướt rồi, cho nên là cái hiện trạng ngoại thất nó là đương nhiên là đẹp rồi các bạn. Nước sơn zin mà. Rồi mình vô nội thất để xem, các bạn xem nội thất nha. Đây. À, ghế chỉnh điện nè. Đó. Từ tay rất là mới nè các bạn đây. Thấy không? Thứ rất là mới luôn. Một phần là nhờ cái công nghệ làm đẹp xe của công ty bên mình. À, còn một phần nữa là do xe đi ít quá, cho nên cái xe còn giữ cái chất nó còn mới. Mới đi được 18.000 mà đời 2020 nữa, mới còn năm. Rồi, lên xe nha các bạn. Đây mình có cái chìa khóa đây. Đây, chìa khóa xe của nó đây. Còn đầy đủ hai chìa luôn nha các bạn. Đây mình để máy lên. Đây. Tại vì mình nó lạnh mới được, nóng quá. Điều hòa tự động nha các bạn. Ở dạng chuyến đàn nha, chỉnh nó hay nha, con tăng lên xuống nè. AC. Đây số km thực tế nha các bạn, là 18.848 km, gần 19.000 chứ không phải 18.000 km nha các bạn. Mình nói nhầm, xin lỗi các bạn. Đây, 18.848 km. Nó gần hết xăng rồi nè. Cầm đồng hồ rất là đẹp luôn. Đơn giản, không cầu kỳ nha các bạn. Vô lăng này nhìn vô lăng là tương xứng với số km rồi. Đó, có và nhìn cái vô lăng này mình cũng chia sẻ với các bạn một vấn đề về tua đồng hồ luôn. Thì nếu như các bạn có rất nhiều cách để mà các bạn xác định một cái xe nó có tua đồng hồ hay không. Đó, và một cách một trong số đó là các bạn nhìn cái vô lăng. Ví dụ như cái xe này đi, 18.000 km. Rồi cái vô lăng này các bạn thấy những cái phím chữ nè, đó. Đó, còn rất là sắc sảo nha. Cái logo nè. Đó, mọi thứ nó còn rất là mới luôn. Thì nó mới đúng với số km 18.000. Còn ví dụ như các bạn thấy một chiếc xe mà vô lăng những cái phím chữ trên đây nè, nó mờ hết rồi, nó cũ, cái vô lăng nhìn cũ quá mà km mã thấp là chắc chắn một điều là tua đồng hồ nha các bạn. Đó, một cách để mình chỉ các bạn thêm á. Mẹo nhỏ thôi. Tuy nhiên nó còn rất là nhiều yếu tố để xác định xe có tua đồng hồ hay không. Thì các bạn chúng ta còn phải ngâm cứu thêm, đã biết rành về xe thì chúng ta hả đi mua. Còn nếu như các bạn chúng ta không rành á, chúng ta có thể mua hãng, thì vì hãng bên mình thì cam kết tất cả những xe luôn, không tâm đụng tai nạn, không ngập nước và không tua đồng hồ. Các bạn yên tâm nha. Một thứ rất là mới các bạn. Ngăn kia ra. Và để cà phê chai nước đây. Một cốc xe gia đình. Điều hòa tự động đầu DVD vừa đủ dùng thôi. Bạn thấy thiết kế không? Rất là gọn luôn, không có một cái gì để thừa hết. Sự động nè. Chế độ lái sport nè. Rồi có rule control luôn nha các bạn. Cái rule control rất là hay nha. Các bạn đi trên cao tốc á, chúng ta set một tốc độ nhất định và buông chân ga ra. Chạy rất là hay. Thì nói chung là áp dụng cho các bạn là chúng ta lái xe rành thôi. Còn nếu như chúng ta lái chưa rành thì khi nào mà chúng ta lái rành rồi á, chúng ta hãy sử dụng những tính năng này. Nó góp phần cho cái việc chúng ta lái xe nó cho nên hấp dẫn hơn. Ghế một kem và một kem rất sáng luôn, sạch sẽ. Sắp hướng dẫn sử dụng của anh Tiết còn trong đây luôn nha các bạn. Đó. Chúng ta phải đập.
mới nè. Căng nè các bạn. Đó. Thảm tắp lô. Chung xe này thì như mới đó các bạn. Quay cho các bạn thấy về những tính năng trên xe thôi. Còn quay chắc xe thì khỏi bàn à, mẫu xe lướt mà. Chống trượt, camera điện tử rồi cảm biến sau nè. Chỉnh gương. Quan tiếp thì đẹp rồi. Và đặc biệt là cách âm rất là tốt nha các bạn. Hôm trước thì cũng có mình cũng có đi giao cái xe này về miền Tây Cần Thơ. Nói chung ngồi rất êm. Nó mỗi lần mà nó vượt đồ nó cũng nhảy lắm. Máy là 1.8 thôi, tuy nhiên nó lanh lắm nha các bạn. Cảm giác khi các bạn chúng ta vượt xe đâu á, vượt xe khác đâu á. Chúng ta có thể đá ra số M nè, đó, là đá số M nè. Thì nó bốc hơn. Cảm giác lái rất là thể thao luôn, phải nói. Thì nếu có dịp thì chúng ta cũng cảm nhận. Hoặc là bạn chúng ta muốn lái thử lên đây mình sẽ cho các bạn lái thử cái xe này, một phần chúng ta cảm nhận thêm. Tại vì khi mà chúng ta lái nhiều xe các bạn, chúng ta mới cảm nhận được cái xe như thế nào. Rất là mới nha. Chỉ tiếc một điều là phía sau nó không có cái chỗ sạc điện thoại các bạn. Nó thiếu chỗ đó. Nè, không có. Hơi bất tiện nha các bạn. Rất là mới nha. Phía sau của cái xe này thì nói chung là cái xe này các bạn chỉ chăm chút cái phía trước thôi. Hậu phía sau này có thể nói là không có cái gì luôn. Mình thì mình không thích cái xe này chỗ đó đó. Không có gì chơi. Nè. Đèn cũng không có luôn. Có cái một cái này. Nhưng điểm yếu của cái xe này chỉ vậy thôi. Còn nếu như mà chúng ta xác định chúng ta có thể bỏ qua được những cái điểm yếu này thì chúng ta chọn cái xe này. Nói chung xe cộ các bạn thì có nó có những cái nổi trội và những cái còn như là cái khiếm khuyết cần phải khắc phục. Ở đây mở cái cốp sau đi cho các bạn thấy cái cốp sau của cái xe này nha. À, đây cốp nằm ở đây. Cái hay của xe này ghế chỉnh điện nha các bạn. Đó ghế chỉnh điện thì nó sẽ chăm chút vào cái thế ngồi của tài xế hơn. Này cấp sao rất là rộng, siêu rộng. Đây. Ủa. Cao nữa. Chúng ta có thể để được nếu mà được tính nha, cái vali mà du lịch. Phải để được 4 cái vali. Vali 4 cái vali á. Còn nếu như gia đình thì để 2 cái vali rồi để thêm ví dụ chúng ta đi ra ngoài á, để bàn, ghế cà phê rồi bếp ga. Nói chung số vật dụng linh tinh là cái này là vừa đủ luôn á, không có thừa đâu. Không có thừa cũng không có thiếu đâu. Lớp sơ cua chưa hạ luôn, mới đồ ngoài còn nguyên nhé các bạn. Cốp rất là rộng, chung một mẫu xe đáng để mình ta đi gia đình cân nhắc. À, rồi thì mình đã đi tổng thể về cái xe anh tính này rồi, ngoại thất nội thất xe như mới nha các bạn. À, mình điểm lại thông tin một lần nữa nha. Đây là Cora Antique 1.8G số tự động đời 2020. À, chạy được 19.000 km. À, màu đen, mang biển số tỉnh. Và hiện tại cái xe này còn đang được bảo hành tới 100.000 cây hoặc là 3 năm tùy vào điều kiện nào đến trước. À, và hiện tại thì công ty đang chào bán cái xe này với mức giá là chỉ 710 triệu nha các bạn, 710 triệu thôi. À, chung xe đời 2020. À, rất là đẹp luôn. Và đặc biệt hơn nữa thì trong cái mùa dịch này thì đối với cái xe này công ty sẽ hỗ trợ thuế luôn nha các bạn. Cho nên các bạn khi mua cái xe này chúng ta được miễn thuế trong cái mùa dịch này nha các bạn. Còn những cái thời điểm khác thì cái xe này không hỗ trợ gì hết, bán đúng một giá. Còn riêng mùa dịch này thì một phần là để hỗ trợ thêm cho khách hàng, đồng thời là công ty trong mùa dịch này thì cái lượng xe bán cũng hơi khó khăn á, cho nên là cần bán nhanh đó, thì cho nên là hỗ trợ thuế cho các bạn luôn, chúng ta không cần phải đóng thuế xe này. 710 triệu miễn thuế nha các bạn. Vâng, và nếu như các bạn này chúng ta quan tâm đến cái xe này thì hãy gọi cho mình sẽ tư vấn các bạn cụ thể hơn về cái chương trình cũng như những cái thủ tục mua bán để các bạn chúng ta nắm.
Thì nếu các bạn ok rồi chúng ta sẽ tiến hành lên coi xe và lái thử nha. Vâng, xin cảm ơn các bạn đã xem clip của mình ngày hôm nay và hẹn gặp lại các bạn ở những chiếc xe lần sau. Xin chào.